Rồi, thì Diệp học tiếng Anh từ năm lớp mấy? Lúc mà lớp 8 đổ xuống thì em có học được môn tiếng Anh, nhưng mà từ khi sau lên lên lớp 8 thì lại bị tụt đấy ạ, cảm giác không muốn học nữa. Thế tại sao lại không muốn học nữa? Chắc là do cảm thấy học không hiểu nữa, thế là cảm thấy chán nản. Do học không hiểu. Ở trên lớp học có khó không? Trường cũ của em ấy ạ, thì học nó giáo viên dạy các kiểu gì. Thế là bởi vì là học không hiểu ở trên lớp đúng không? Cho nên là mới không đi học nữa, và điểm của mình bị xuống mà mình mới không đi học tiếng Anh ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Được rồi. Thế thì ok. Rồi hôm nay thì mình sẽ học bài đầu tiên của quyển sách nhá. Diệp có sách ở đấy không? Sách gì ạ? Sách của trung tâm ấy. Em Em chưa có. chưa em chưa có sách bài tập có sách bài tập của trung tâm cho em không? Sách bài tập để làm bài Em tập về chưa nhà. có. Em chưa Được rồi, có thế gì thì hết ạ. ok. Thế thì phần bài tập về nhà thì cô sẽ chụp ảnh lại và gửi cho em qua Skype để em làm nhá. Dạ vâng ạ. Ôi. Thế thì chờ cô một chút. Rồi, hôm nay mình sẽ học bài học đầu tiên của mình. Đó, bài học đầu tiên của mình là có tên là My Family. Unit 1 thì mình sẽ học trong 3 bài. 3 bài mình sẽ học trong khoảng 6 buổi nhá. Vậy thì buổi hôm nay là buổi đầu tiên đúng không? Cảm Buổi đầu ơn ạ. tiên thì mình sẽ học những thứ như sau này. Thứ nhất là đầu tiên là phần làm quen. Phần làm quen của cô và em. Đến phần thứ hai, mình sẽ học một chút về phần phát âm. Được chưa? Tại vì trong tiếng Anh ấy, thực ra thì khi mà học tiếng Anh ấy, nếu như mà em nói được thì em sẽ thích học hơn. Đó. Dạ vâng. Cho nên là mình sẽ tập trung vào phần nói nữa. Và phần nói thì một trong những cái điều kiện đầu tiên để mà em có thể nói được tiếng Anh hay và em thích, đấy là việc em sẽ phát âm chuẩn và đúng. Thì mình sẽ đi vào hai cái nguyên âm đầu tiên để mình luyện cái phát âm của mình. Được chưa nào? Sau Dạ đó thì vâng. mình sẽ học với nhau một số những cái từ vựng về chủ đề mà gia đình. Thì cô nghĩ rằng là chủ đề gia đình thì chắc là Diệp cũng biết một số từ rồi, đúng không? Em cũng không biết nữa. Em Chắc không là cũng biết biết một mình. số từ, chẳng qua là bây giờ chưa nhớ thôi. Đó. À dạ vâng. Thì mình sẽ học một số từ vựng về chủ đề về gia đình nhá. Và sau đấy Dạ thì vâng. mình sẽ cùng nhau luyện tập nói về gia đình nếu như có thời gian. Bởi vì bài này thì mình sẽ học trong vòng 2 buổi cơ. Cho nên là sẽ buổi ngày hôm nay thì chủ yếu là tập trung cho em vào phần phát âm và giới thiệu về một số từ vựng. Được chưa nào? Để buổi sau mình sẽ cùng nhau nói được nhiều hơn nhá. Vâng ạ. Đầu tiên này thì Diệp thử nhìn vào cho cô cái chữ pronunciation nhá, cái phần mà cô đang bôi đen này. Em có biết hai đây cái chỗ màu màu gì đây nhỉ, màu đỏ đi, chỗ màu đỏ này. Diệp có biết hai cái này là cái gì không? Đã bao giờ nhìn thấy ký hiệu này bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Nhìn thấy rồi đúng không? Nhìn thấy ở đâu? Nhìn thấy ở phần từ mới của sách giáo khoa hoặc là cô giáo viết lên bảng. À đúng rồi, nhìn thấy từ mới ở sách giáo khoa cô giáo viết lên bảng đúng không? Vậy thì Diệp có biết cái này là cái gì không? Cái gọi là gì âm ấy ạ? Em cũng không biết. Phiên âm. À Mình phiên âm. gọi là phiên âm nhá, mình gọi là phiên âm. Phiên âm này chính là cách cách đọc của từ đấy. Ví dụ như em có thể nhìn thấy từ người ta sẽ hay viết như này nhá. Ví dụ có một từ này mà mình thấy rằng là rất hay viết này. Ví dụ cô có từ to đi. Ví dụ từ dễ biết từ này không? Ship con cừu ấy Ừ. à? Con cừu đúng rồi. Thì người ta sẽ hay viết như thế này. Cái chữ S này của cô là đang viết hơi sai một chút nhé, bởi vì không cô không có cái Vâng. phần đó. Đúng không? Thì cái Vâng. này là cái phiên âm hay là nói là cách đọc của từ này. Thì khi mà mình nhìn vào cái phần trong cái dấu gạch chéo này, mình sẽ biết là từ này đọc như thế nào. Hoặc là từ này chẳng hạn. Vâng. Để biết từ này không? Từ này Ô, nghĩa là em chưa gì? thấy từ ý ạ. À đây, Thế à? ship. Đây. Ừ. Ừ. Hình như là từ hải cẩu. Rồi. Không phải, hải cẩu là từ khác nhá. Seat này có nghĩa là cái ghế, chỗ ngồi, tức là chỗ ngồi. Vâng. Đó.
Đó, thì khi mà mình nhìn vào những cái từ ở đây này thì mình có thể là mình sẽ biết được cách đọc của từ này như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ làm quen với hai cái âm đầu tiên trong bảng nguyên âm. Trong bảng nguyên âm là âm y ngắn và âm y dài. Đó. Y ngắn, y dài thì nó khác nhau ở cái gì? Nào, thử y nhá. Y dài chắc là đọc nó chậm hơn. Chậm hơn á, chậm hơn tức là như nào? Tức là mình đọc chậm dài hơn. Chậm hơn, rồi. Đây, cô sẽ đi vào cái bảng này cho em nhé. Cái bảng này mình được gọi là International Phonetic Alphabet, hay gọi là bảng phiên âm quốc tế. Thì mình sẽ đi lần lượt tất cả những cái âm ở đây, bởi vì những âm 24 âm ở đây chính là những âm mà cấu tạo nên các cái từ vựng tiếng Anh và cách nói tiếng Anh. Được chưa? Hôm nay mình sẽ đi hai âm đầu tiên này. Đấy là cặp nguyên âm y dài với y ngắn. Bây giờ nhá, thử đọc cho cô hai từ này xem nó khác nhau ở điểm nào nào. Để cô lấy hai từ. Cái này thì hơi funny một chút nhá. Không được. Nhau mất. Để xem nào. Rồi, từ này. Đọc cho cô thử đọc hai từ này. Thử đọc cho cô nghe nào, hai từ này. Nhìn thấy hai từ của cô không? Có. Thử đọc cô nghe nào. Ship. Ship. Nghe là có ship. Nghe có vẻ giống nhau đúng không? Vâng. Nhưng mà thực ra hai từ này khác hoàn toàn nhau. Ví dụ nhá, nghe từ đầu tiên của cô này. Ship. Còn từ thứ hai này, ship. Nó khác nhau. Đó. Và một từ nữa này, từ này rất là funny này. Ví dụ có từ này hả? Từ này nữa. Ok. Từ này và một từ mà đó. Hai từ này có phân biệt được không? Shit. Vẫn chưa ra được đúng không? Không ra được đúng không? Đấy. Thế nên là nhá, nhiều khi ấy, cái từ đầu tiên này, cái từ đầu tiên từ sheet có hai chữ e. Nó là cái gì? Nó khác hẳn tầm với từ bên dưới đúng không? Tụi có biết nghĩa của từ bên dưới không? Đó. Thì đấy là lý do mà khi mà mình đọc những cái âm y ngắn và y dài này, mình phải đọc thật rõ ra. Thì bây giờ cô sẽ cho em xem nó khác nhau ở điểm gì nhá. Đầu tiên thì đúng là như lúc đầu mà Diệp nói với cô, thì đấy là y ngắn và y dài trước tiên nó khác nhau về cái độ dài của âm đã. Âm y dài nó sẽ dài hơn, còn âm y ngắn này sẽ là ngắn. Được chưa? Là một âm dài này. Đó, đây là cái cách khi mà em để miệng. Thì thực ra hai âm này rất là dễ nhá. Âm y dài ấy, thì một trong những cái cách để mà em phát âm được tốt nhất, đấy là em cứ cười lên. Hai cái khóe môi của mình kéo căng sang hai bên. Phần âm thì cô sẽ dạy hơi kỹ một chút nhá. Đấy là hai cái khóe môi của mình sẽ kéo căng sang hai bên. Đó, và mình nói y. Thế thôi, y. Đó. Kéo thật dài ra và cười thật tươi. Cái âm này cô hay gọi nó là âm cười. Tại vì mình phải cười thì mình mới nói được đúng. Còn nếu như không cười là không nói được đúng đâu. Bây giờ Diệp thử nhắc lại cho cô xem nào. Y. Cái này. Cô đỡ hơi lát đi ạ. Ừ, để từ từ để cô xem lại em cô đổi cái mạng. Làm mạng. Đó. Nó hơi bị giật đúng không? Vâng ạ. Ờ, chờ cô một xíu, chờ cô một xíu. Rồi, bây giờ em thấy hết giật chưa? Đã rồi ạ. Thế bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại âm y dài nhá. Âm y dài với cô thì sẽ là một âm cười. Cô. Ở trên màn hình nó hiện gì đấy ạ? Nó hiện gì ạ? À, để cô cắt tắt cái share screen này đã.
Rồi. Rồi, bây giờ trên màn hình sẽ chỉ là có chỉ có ảnh hình ảnh của cô thôi đúng không? Vâng. Ừ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ nói hai âm này khác nhau này. Đầu tiên này, Diệp nhìn cái gọi là khẩu hình miệng của cô nhá. Tức cái miệng của cô khi như thế nào khi mà cô nói âm y dài với y ngắn. Sau đấy thì sẽ cho cô biết xem là sự khác biệt của khẩu hình miệng của cô như nào nhá. Ví dụ này, âm y dài này. Y. Y. Y ngắn này. Ê. Ê. Khác nhau ở đâu nào? Y dài thì khuôn miệng rộng hơn ạ. Ờ. Khuôn miệng sẽ kéo căng về hai bên được chưa? Y dài cô gọi đây là âm cười. Tại vì sao? Em sẽ cười thật tươi lên thì em sẽ nói được âm này rất là chuẩn luôn. Đó. Còn âm y ngắn là một âm bật hơi. Mình sẽ để miệng hờ thôi. Xong mình nói chữ y và mình bật cái hơi của mình ra. Đó. Khi mà nói âm y ngắn ấy, em sẽ lát nữa khi nào đến phần y ngắn thì mình sẽ thử nhá. Bây giờ Diệp thử nói lại âm y dài cho cô xem nào. Y. Đúng rồi, gần đúng rồi. Nói lại lần nữa nào. Y. Rồi, tốt. Bây giờ Diệp sẽ đọc cho cô một số những từ này nhé. Rồi, có nhìn thấy chữ không? Có. Rồi, đọc cho cô các từ này. Sheep. Đúng rồi, tốt. Mill. Rồi, cái từ mill thì nó sẽ khó hơn một chút nhưng không sao. Bây giờ cứ đọc cho cô rõ cái âm y dài được rồi. Từ tiếp theo nào. Em không biết đọc từ này ạ. Ừ, từ này sẽ đọc như sau này. Marine. Marine. Rồi, tốt. Tiếp theo nào. Sea. Good. Sea. Next one. Bean. Bean, rồi. Mr. Bean đây. Mình không biết là Diệp có xem hoạt hình của Mr. Bean không? Có. Đó. Có. Tiếp theo chị. Nào. Rồi, chị. Từ tiếp theo it. Nào. Good. Chick. Rồi, đọc âm cuối rất là ổn luôn. Cheese. Good. Tea. Ừ. Tree. Rồi, từ này không phải tree nhá. Mình cái âm gió này hơi khó đọc một chút này. Tree. Thử đọc lại cô nghe nào. Tree. Rồi, khi nào học đến phần phụ âm thì mình sẽ luyện về phần đấy nhiều hơn nữa. Từ tiếp theo nào. Từ ở bảng này á. Ừ, từ số 6. Him. Ê, từ bình tĩnh. Cô nhầm bạn. Đây bảng này. Từ chìa khóa. Key. Key. Đó. Key nhá, không phải key đâu nhá. Key. Từ tiếp theo này, từ rất là hay gặp luôn. Machine. Đúng rồi, machine. Chú nhìn thấy phiên âm mà có chữ y ngắn này. Ừ. Khi mà em nhìn thấy phiên âm mà có chữ y ngắn này cộng với dấu hai chấm thì đọc dài hơi cho cô. Được chưa? Và kéo căng khóe miệng của mình lên. Nhá. Còn bây giờ mình sẽ sang cái phần y ngắn này. Âm y ngắn này. Thì âm y ngắn này mình sẽ không cái miệng của mình nhá. Miệng của mình sẽ không căng như là âm y dài. Được chưa? Miệng của mình sẽ chỉ hờ thôi. Ví dụ như này. Ê. 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 Đó. Và khi mà nói âm y ngắn cộng thì em sẽ đặt tay ở trên phần bụng cho cô. Đặt tay trên phần bụng. Và cảm giác xem là bụng của mình có giật không. Nếu mà nó cảm giác như kiểu mình đang bật cái hơi ra ngoài ấy, thì mình mới nói đúng. Được chưa nào? Thử nói âm y cô xem nào. Y. Ừ, chưa có hơi rồi. Y. Đấy, chưa được. Chưa đúng. Nào, để xem nhá. Xem. Nói để xem là nói như thế nào để cho dễ hiểu này nhỉ. Thì đặt tay vào bụng đã. Rồi ạ. Đặt tay vào bụng chưa? Rồi bây giờ nói âm y xem nào. Ê. Có cảm giác bụng mình nó giật lên không? Có. Có đúng không?
Rồi, khi mà em luyện tập ở nhà thì mình sẽ cảm thấy là nói nếu mà dùng, nếu mà âm y dài thì mình sờ vào bụng sẽ không có cảm giác gì cả, nó sẽ y đó. Cô lang lang. Cô lang thì nó lác đây. Rồi, hết lác rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi, đó, thì khi mà em nói nhá, khi mà em nói âm y luyện tập ở nhà thì cứ đặt tay ở bụng. Nếu như nói âm y dài thì sẽ cảm giác bụng không có gì thay đổi cả. Nhưng nói âm y ngắn. Cô nói gì đấy ạ? Cô nói là gì đấy ạ? Cô nói là khi mà em tập ở nhà ấy, khi mà luyện hai âm này, luyện đọc hai âm này ở nhà này thì sẽ đặt tay ở trên bụng. Khi em nói âm y dài thì sẽ thì không có cảm giác gì thay đổi bụng cả. Nhưng mà nếu như khi em nói âm y ngắn mà em cảm giác bụng em có giật lên một cái thì tức là em đã nói đúng. Được chưa? Được. Đó, đấy là cách luyện tập nhá. Ngoài ra thì có một cách nữa. Cách này thì sẽ dễ hơn này. Ví dụ, cô có một tờ giấy như này. Được chưa? Rồi á. Khi cô nói âm y dài thì tờ giấy sẽ đứng yên. Y. Đúng không? Không có gì thay đổi cả. Như khi mà ví dụ cô nói những âm bật hơi mạnh. Ví dụ như âm y ngắn chẳng hạn. Thử nhá. Ê, thì nó sẽ để khi mà để gần tờ giấy vào miệng của em ấy thì cái tờ giấy nó sẽ bật ra ngoài. Đó, nhưng mà xem nào. Không, cái này thì dùng bụng đi. Âm này dùng bụng đi. Dùng bụng sẽ dễ hơn. Được chưa? Thử nói lại một lần nữa âm y dài không? Âm y ngắn không em nào. Y. Gần được rồi, lại lần nữa nào. Y. Cảm giác chưa có bật hơi mấy đúng không? Nó cái nào? Gì ạ? Khi mà em nói âm y ngắn nhá thì em sẽ đẩy hơi từ dưới cổ họng, từ dưới cổ họng đẩy lên, đẩy ra ngoài. Ê. Ê. Đó, kiểu như thế, được chưa? Thử lại lần nữa nào. Thử lại lần nữa nào. Ê. Đấy, đúng rồi. Bây giờ thử ghép vào từ nhá, để đọc thử từ cho cô xem nhá. Đọc những từ mà có âm bật ở cuối đi. Ví dụ như từ tàu thuyền nào. Tàu thuyền từ... Nhìn vào màn hình, cô có ở trên màn hình rồi. Chưa hả? Để cô ấn lại share nhé. Rồi đây. Từ tàu thuyền, nói cho cô từ tàu thuyền nào. Ship. Âm hơi dài rồi. Ship. Đó. Có một cái đặc điểm đấy là nó sẽ ngắn và nhanh và bật hơi. Ví dụ của mình có này. Ship. Đấy là con cừu đúng không? Nhưng mà từ tàu thuyền này. Ship. Đó, ngắn, nhanh. Được chưa? Đọc lại từ tàu thuyền nào. Ship. Đúng rồi. Từ tiếp theo, từ ngồi đi. Sit. Sit. Tốt. Từ gà con nào. Sit. Rồi, chick. Tiếp theo này, chick. Em nhìn thấy bên dưới đây mình có từ begin đúng không? Ừ. Khi mà mình học riêng nhá. Y dài. Khó. Hai từ y ngắn mà. Rồi, với từ begin thì khi mà mình đọc riêng một từng riêng từ này ra, riêng rẽ nó ra là begin đúng không? Thì mình sẽ đọc rất là rõ. Nhưng nếu như nó ghép vào trong câu thì nhiều khi mình khi người nước ngoài ta đọc nhanh ấy thì cái âm cái chữ y đầu tiên này, y ngắn đầu tiên này người ta sẽ không đọc rõ là âm y ngắn đâu. Mà người ta sẽ đọc là âm ơ hơi hướng sang âm một tí. Giống như begin. Đó. Begin. Âm y ngắn này là một âm mà rất là hay bị biến đổi đi khi mà đọc cùng với những cái âm khác. Nếu như mà không có trọng âm ấy thì cái âm y ngắn này. Cái này phải là y dài chứ. Đó. Thì và những âm y ngắn này là một âm bật hơi nhẹ nhá. Và là âm tiết yếu. Cho nên là gần như là nó sẽ ít khi là có dấu trọng âm rơi vào âm y ngắn này. Và thường là âm y ngắn ấy khi mà mình ghép vào một từ mà có hai âm tiết giống như từ begin này này thì sẽ bị biến đổi đi.
Vâng. Rồi đọc câu từ tiếp theo từ bức tranh nào. Picture. Khi mà em có nhìn thấy cái dấu phẩy ở trên từ trên chữ P, trên chữ P không? Có. Ừ, dấu phẩy đấy thể hiện điều gì nhỉ? Chấm âm mà. À đúng rồi, trọng âm đúng không? Vậy khi mà có dấu phẩy trọng âm ở đây thì mình sẽ phải nhấn nó vào, ví dụ picture. Được chưa? Cứ có dấu phẩy thì thêm cho cô một cái dấu sắc nhá, một cái dấu sắc vào cái âm đấy. Ví dụ này, dấu phẩy chữ âm y này đúng không? Thì cô sẽ thêm dấu sắc picture. Picture. Được chưa? Đọc lại từ này cho cô Picture. nào. Đúng rồi, picture. Picture. Đúng Picture. rồi. Ừ. Miss. Ừ. Nào, y ngắn nhá. Miss. 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 Được chưa? Miss. Tiếp theo nào. Số 6 nào. Six. Six. Ừ, vẫn đang hơi y dài rồi. Six. Six. Y ngắn thì đọc nhanh Six. cho cô nhé. Đọc nhanh, ngắn. Six. Six. Rồi, thử từ tiếp theo nào. Fish nào. Fish. Y ngắn nhưng mà không phải y dài Fish. đâu. Fish. 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 Đó. Được chưa? Rồi, Rồi. hai em này nhiều khi vẫn hơi nhầm với nhau đúng không? Vâng. Rồi. Bây giờ cô sẽ thử cho Diệp một cái hoạt động này nhá. Hoạt động này sẽ hơi tốn nước bọt một chút này. Rồi, có nhìn thấy cái này là gì không? Cái này được gọi là tongue twister. Đã bao giờ Diệp nghe thấy cái từ này chưa? Dạ chưa. Rồi, thì tongue twister là một trong những em có biết ở trong tiếng Việt mình có câu là lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng không? Có biết câu đấy không? Có. Đó, thì ở trong tiếng Anh cũng sẽ có những câu uốn lưỡi như vậy để cho mình luyện phát âm. Vâng. Thì đây là những câu uốn lưỡi mà cô muốn Diệp sẽ lựa chọn. À, sẽ đọc cho cô xem. Chờ cô một xíu. Thiếu mất một vài câu ở dưới này. Rồi. Thử đọc nhá, thử đọc cho cô câu câu số 1 xem nào. Keep, 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 keep. Nghe là có gì khác nhau không? Là không, không Không đúng không? thấy Rồi. nó kiểu gì, Nó kiểu gì nó kiểu gì? thấy nó đọc giống giống nhau ấy. Giống giống nhau á. Thực ra nó sẽ học rất là khác nhau nhá. Cô thử câu số 2 đã nào. Thử câu số 2 xem nào. Lit lip lit 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 lit. Điều. Rồi. Đây nhá. Dạy câu số 2 trước này. Câu số 2 thì dễ hơn câu số 1. Câu số 2 là gì? Câu số 2 nó sẽ có âm y ngắn, âm y dài và me. Rồi, từ đầu tiên từ lead là sẽ là y dài, đấy chưa? Lead, lead, Lit lead, lit let, build. Đó. lit lit lit. Lead, 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 let, build. Phần tongue twister Lit, này hơi lit, khó nhá. lit, lit, lit. Đấy. Thử nhá, bây giờ thử câu dễ hơn đi. Câu dễ hơn là câu câu 4 đi xem nào. À không, câu 5 đi, câu 5 dễ hơn. Make man met my team. Rồi, câu này chỉ có hai âm là âm âm y ngắn y dài thôi, là từ đầu tiên này, y ngắn này. Mix man met my team. Đúng không? Câu số 4 đi nào, câu số 4 nhiều âm y này, thử xem câu số 4 cô xem nào. Big six break six big big Rồi, chú ý cho cô nhé. Những từ mà em nhìn thấy có hai chữ E thì thường sẽ là Y dài. Được chưa? Thường sẽ là Y Vâng. dài. Những từ mà có một chữ Y ngắn thì thường nó sẽ là âm Y ngắn. Được chưa? Ví dụ như này này.
Thick là y ngắn này. Big là y dài này. Thick, y dài này. Big, thick. Đó. Bây giờ nhá, chỉ luyện tập mỗi phần này thôi. Thick, đâu rồi nhỉ? Cô sẽ viết ra đây cái phần này. Thick, big, thick. Rồi. Đây là chỉ luyện mỗi cái từ này thôi. Thử nói thế này cô xem nào. Thick, big, big. Chưa có sự khác biệt. Thick, big, big. Nói thế nào để cho nó rõ cái âm này ra cho cô xem nào. Thick, big, big. Gần được rồi, hai cái này bắt đầu rõ rồi. Nhưng mà từ big chưa được, chưa rõ lắm. Thick, big, big. Gần được rồi. Rồi bây giờ sẽ thử luyện tập nói theo câu nhé. Cô sẽ mở một số cái câu ra cho em đọc thử xem. Câu này là trong sách thôi. Cô sẽ gửi lại quyển sách này cho Diệp nhé. Ở trong ở trong Skype để cho Diệp làm bài và học ôn tập ở nhà nhé. Dạ vâng. Rồi. Chờ có một xíu. Cô có thể gửi qua Zalo được không ạ? Được, cô gửi qua Zalo được. Nhưng mà cô đang sợ là cái file này hơi nặng nên là không biết là có gửi qua Zalo được không. Rồi để lát nữa cô sẽ thử nhá. Rồi. Vâng. Bây giờ sẽ thử nhá. Đâu nhỉ? Rồi, Diệp nhìn thấy quyển sách của cô chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ em thử đọc cho cô những từ này xem nào. Từ đầu tiên nào. Fit. Good. Từ thứ hai. Fit. Từ thứ hai. Từ thứ hai ạ? Từ bàn chân ấy, từ bàn chân ấy, những bàn chân. Fit. Fit. Dài ra. Fit. Fit. Rồi, fit. Tốt. Từ số fit. Từ good. Mỗi từ đọc hai lần nhé. Vâng. Beat. Beat. Beat đấy là beat ngắn rồi nhá. Beat dài nào. Beat dài à. Beat. Đúng rồi. Rồi beat. Cái từ... Có biết trang trang Facebook beat.vn không? Beat.vn. Nghe quen quen ấy. Không nhớ. Nghe quen quen đúng không? Rồi cái từ này nhá. Từ này sẽ đọc là beat. Còn từ mà em đọc ngắn như vừa nãy là bị thì cái từ đấy là nằm nó chỉ nó có nghĩa là một chút ít thôi. Còn ở đây nó sẽ khác nhá. Đọc lại từ này cho cô nào. Beat. Beat. Rồi, tiếp theo. Hit. 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 Từ list. Rồi, tốt. Âm y dài đọc khá là tốt. Nào, đọc cho cô theo câu nào. Steven keeps the cheese in the freezer. Rồi, từ này nhá, không phải đọc là Steven đâu nhá. Steve thôi. Steve. Steve. Từ tên riêng chỉ đọc là Steve thôi. Nhá. Và. Đọc lại này. Steve keeps the cheese in the freezer. Đọc lại cho cô nào. Steve keeps the cheese in the freezer. Rồi. Ủa đâu rồi? À đây. Rồi. Cô bên nào? A piece of pizza, please. Please. Rồi. Từ bình thường mình hay gọi là pizza đúng không? Vâng. Đấy, pizza tiếng Việt nhá. Tiếng Việt mới đọc pizza, còn tiếng Anh là gì? Pizza. 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 Đúng rồi, pizza. Pizza. Đúng rồi. A piece of pizza, please. A piece of pizza, please. Please. Đúng rồi, từ cuối cùng nhá, đọc kéo dài ra một chút. Please. Please. Đó,
từ này thì em sẽ hay thấy xuất hiện ở những câu nói của người nước ngoài khi mà người ta muốn nhờ mình làm một điều gì đó. Ví dụ như cô giáo thì hay nói đấy là vào lớp đi, mở cuốn sách ra đúng không? Open the book please. Đúng chưa? Vâng ạ. Đó, thì từ please ở đây ấy, giống như ở trong tiếng Việt mình hay có từ ạ ở cuối câu đúng không? Vâng. Đó, thì từ này nó giống giống như là vậy. Rồi, bây giờ đến in ngắn nhá. In ngắn thì khó hơn một chút nào. Đọc thử, đọc cho cô các từ này đã. Từ đầu tiên nào. Feet. Ngắn hơn một chút nào. List. Từ đầu tiên này ấy hả? Ừ. Em đọc nhầm ạ. Em đọc nhầm sang từ khác rồi. Không sao, đọc từ này cho cô, đọc cái từ cô đang bôi đen này. List. Good. Từ thứ hai nào. Fit. Rồi, đọc tốt lắm. Good. Fit. Ừ. Hit. List. Good. Đấy, thấy chưa? Đọc cái này khác khác biệt hẳn luôn. Rồi. Nào, đọc câu cho cô nào. Tim. Bit of kitty biscuit. Biscuit. Từ này nhá. Từ này hơi khó đọc đúng không? Từ này sẽ là biscuit. Biscuit. Được chưa? Biscuit. Ừ. Biscuit. Biscuit. Rồi. Team bit a bit of kitty's biscuit. Đó. Đó. Đọc câu B xem nào. Miss Smith is thin. Miss, đúng không? Miss Smith is thin. Miss Smith is thin. Lại nào. Miss Smith is thin. Thin. Đúng rồi. Miss Smith is thin. Rồi, good. Rồi. Bây giờ sẽ thử nhá. Cô sẽ thử này. Cô sẽ đọc các từ và em sẽ đoán xem từ này là y ngắn hay y dài nhá. Dạ vâng. Từ đầu tiên này. Meet. Y ngắn ạ. Lại lần nữa này. Meet. Y dài. Đúng rồi. Y dài, đúng chưa? Từ tiếp theo này. Milk. Milk. Y ngắn ạ. Đúng rồi. Feet. Feet. Y ngắn ạ. Feet. Y dài. Dài. Đúng rồi, dài. Nghe rõ nhá. Rồi. Bây giờ cô sẽ đọc hai từ, bốn từ liên tiếp này. Sau đó sẽ nói cho cô là ví dụ cô đọc y ngắn, y dài hay là y ngắn, y dài, được chưa? Vâng. Thử nhá. Chicken, cheese, feet, chips. Lần nữa này. Cô đọc lại. Rồi đọc lại nhá. Chicken, cheese, feet, chips. Dài, ngắn. Từ cuối cũng chưa. Nghe lại lần nữa này. Chicken, cheese, feet, chips. Ngắn, dài. Ngắn, dài. Hai cái đầu thì đúng rồi. Nghe lại hai cái cuối cùng này. Hai cái cuối cùng nhá. Feet và chips. Feet. Ngắn, dài, ngắn. Đúng rồi, chính xác. Rồi, bây giờ cô sẽ viết từ ra đây để cho
Cho Diệp đọc cho cô nghe nhá. Đâu rồi nhỉ? Đây. Để cô share screen lại cho em. Rồi, Diệp nhìn thấy từ cô viết chưa? Đã rồi ạ. Rồi, đọc cho cô nghe nào. Fish, keep, meat, tip, tip, tip. Rồi, từ tip. Đầu tiên và từ cuối cùng đọc đúng rồi. Nhưng mà từ thứ hai và từ thứ ba thì chưa chuẩn âm cho lắm. Lại nào. Keep. Ừ. Keep. Rồi, tốt. Meat. Đúng rồi, meat. Rồi, thử tiếp nhá. Rồi. Nào, đọc thử cho cô bốn từ này xem nào. Hit, hit, kiss, cheat, cheat. Chưa thể hiện được sự khác biệt. Rồi, đầu tiên nhá, từ đầu tiên này, đoán cho cô xem từ này là âm mi dài hay ngắn đã. Y ngắn ạ. Rồi, từ hip này sẽ là y dài nhá. Những từ mà em nhìn thấy là có chữ ea này. Những từ mà có chữ ea này thì thường sẽ là âm y dài. Vâng. Heat. Được chưa? Heat. Âm thứ hai đọc đúng rồi là y ngắn. Heat. Heat. Kiss. Và từ cuối cùng là gì nhỉ? Cheat. Ừ, cheat. Đọc dài ra cho cô, đọc lại một lần nữa nào. Hit, 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 kiss, cheat, 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 cheat. Đấy, được chưa? Rồi. Vậy thì với phần bài tập về nhà của phần phần âm này nhá, thì Diệp sẽ viết cho cô khoảng 10 từ có âm y ngắn này. Rồi. Và 10 từ có âm mi dài. Được chưa? Sau đó thì sẽ quay video phát âm. Đọc những từ lên nhá. Đọc lên. Đọc từ mà mình đọc 10 từ mà mình vừa viết ấy, 20 từ mà mình vừa viết. Được chưa? Wow. Ừ. Đấy là với bài phần phần âm này nhá. Phần âm này phải luyện tập nhiều để mình chỉnh được lỗi của mình cũng như là mình chỉnh được âm của mình. Thì sau này khi mà em nói chuẩn âm ấy thì em sẽ cảm giác nói rất là hay và em sẽ thích nói tiếng Anh, thích học tiếng Anh hơn. Nhá. Vâng. Bây giờ mình sẽ học đến bài chủ đề này. Chủ đề là family đúng không? Gia đình của tôi. Rồi bây giờ cô hỏi Diệp thử xem nhá. Cái gì cơ? Cô thử hỏi Diệp này. How many people are there in your family? My family have 4 people. Đó, chính tỏ là không phải là không biết gì đâu mà cũng biết một chút chút đấy chứ, đúng không? Biết mấy cái cơ bản thôi ạ, còn làm bài tập thì không biết. Rồi không sao hết. Không biết thì mình sẽ dần mình sẽ biết. Rồi, so what are they? They are my father, my mother, my sister and me. Rồi.
Ok, đó. Rồi, sửa lại một chút này. Khi mà câu hỏi là what are they? Thì mình sẽ trả lời là they are. Được chưa? They are. À. Đó, chứ phải they are nhá. They are là giống như khi mà câu hỏi ví dụ như là how many homework do you have? Hoặc là câu hỏi là how many students in your class? Thì mình có thể nói là there are 9 students or there are 40 students. Đúng chưa? Còn khi mà câu hỏi là what are they? Thì mình phải trả lời là they are. Rồi, cô Diệp có biết hai từ này là gì không? Nhìn lên trên cái phần màn hình cho cô này. Đã bao giờ nghe thấy từ này chưa? Nuclear family. Chưa. Và extended family. Chưa đúng không? Thế trong tiếng Việt đã bao giờ con nghe em nghe thấy từ gia đình hạt nhân? Nghe thấy gia đình hạt nhân bao giờ chưa? Đã chưa. Chưa nghe. À, có nghe hay sao? Rồi. Có. Ừ. Gia đình hạt nhân là những gia đình mà có hai thế hệ thôi. Đấy là bố mẹ và con cái. Thì người ta gọi là gia đình hạt nhân. Giống như gia đình của Diệp không có ông bà sống cùng thì mình sẽ gọi là gia đình hạt nhân. Còn những gia đình hạt nhân trong tiếng Anh mình gọi là nuclear family. Còn gia đình mà có ông bà sống chung này, xong rồi có cô dì, chú bác sống chung nữa thì mình sẽ gọi là gia đình mở rộng hay gọi là một gia đình lớn. Thì trong tiếng Anh người ta sẽ gọi là extended family. Bây giờ thử luyện nói cho cô từ này nhé. Đầu tiên này, gia đình hạt nhân này. Nuclear. Nuclear. Rồi, family. Family. Rồi, tốt. Ghép hai từ lại với nhau nào. Nuclear family. Nuclear family. Đó, nghe có vẻ chuẩn chuẩn rồi đấy. Rồi, thử tiếp từ tiếp theo nhá. Rồi, extended. Extended. Family. Family. Lại nào, extended family. Extended family. Rồi. Bây giờ, Diệp thử liệt kê cho cô những từ chỉ về thành viên trong gia đình mà em biết nào. Ví dụ mình có bố là gì? Bố là father. Ừ, mẹ. Mother. Good, anh. Brother. Ừ, anh là từ chung nha. Sir. Nào, để ý cho cô này. Dạ. Đây. Có một từ mà hầu như là bạn nào cũng khi mà hỏi đến anh hoặc đến chị thì đều nói từ này. Đúng không? Mình đều nói là brother này. Đúng không? Hoặc là sister, đúng không? Younger brother. Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ phải có chỉ rõ, đúng không? Khi mà mình nói về gia đình mình nhá, thì mình sẽ chỉ rõ là younger brother hay là elder brother. Nhớ chưa? Còn brother chỉ là anh em trai nói chung thôi. Còn nếu mình nói là mình có anh trai thì mình sẽ phải nói ra là elder brother này. Còn nếu mình nói mình có em trai thì sẽ là younger brother. Được chưa? Sister cũng vậy. Đó. Thì ví dụ như vừa nãy cô hỏi Diệp là nhà con có 4 người thì là những ai? Thì ví dụ như con có chị gái thì con sẽ phải nói là my elder sister. Còn nếu mà con có em gái thì con sẽ nói là my younger sister. Hiểu phần này chưa? Hiểu rồi. Rồi, bây giờ xong brother này, xong sister rồi. Tiếp nào. Nhớ xem còn trong gia đình còn ai nữa không nào. Bây giờ mở rộng ra đi. Mở rộng ra nào. Ông. Grandfather. Grandfather. Ba. Grandmother. Hôm nọ có một bạn đã hỏi với cô là ông nội trong tiếng Anh là gì? Bà nội tiếng Anh là gì? Bà ngoại tiếng Anh là gì? Và ông ngoại tiếng Anh là gì? Thì thật ra trong tiếng Anh họ không chia nội ngoại giống như người Việt mình đâu. Người ta sẽ người Anh người ta chỉ có grandmother là bà, grandfather là ông, thế thôi. Người ta không chia nội ngoại giống như là người Việt Nam của mình nhá. Vâng. Thế bây giờ cô là gì nào? Cô này, mợ này cô là gì? Cô là aunt. Đúng rồi. Chú. Chú là chú, uncle. Cô. Đúng rồi, uncle. Chú, cậu, bác thì mình đều dùng được. Đấy là uncle, đúng không? Rồi, thì bây giờ anh chị em họ nào?
Cousin. Đây, từ này đúng không? Từ đâu ấy nhỉ? Đây. À đây, đây rồi, cạnh từ family đúng không? Vâng ạ. Rồi, từ này không đọc như thế nhá, từ này sẽ là cousin. 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 Đọc lại cô nào. Cousin. Cousin. Đúng rồi, cousin. 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 Rồi. Rồi đó. Bây giờ cô hỏi tiếp này. Thế bây giờ nhá, con gái thì là gì? Con đồng gái của bố gì? Ờ à, đúng rồi, đồng daughter. Thờ. Daughter, âm o, daughter. Daughter, daughter. Con trai. Con trai. Không biết. Con trai là son. Ghi lại cho cô nhé. Đây. Con gái là daughter đúng không? Biết cách viết từ daughter chưa? Dạ rồi ạ. Con trai là từ sau này. Rất là dễ thôi, son. Sun. Ừ, sun. Ok, ừ. Nó phân biệt giữa từ này với cả từ mặt trời kiểu gì không? Từ này đúng không? Vâng. Ừ, rồi. Sun. Đúng rồi. Giờ có một chút để cô lấy cái phiên âm cho con nhìn dễ hơn. Nó sẽ khác nhau về thực ra nhá, ngay cái khi mà mình nói, nếu như mà con nói, nếu như mà bình thường á, người ta hay nói là my son đúng không? Được. Rồi hai từ này là hai từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa, được chưa? My son với cả the son. Đúng rồi, tại sao con nói là đồng âm? Vì như sau cả hai từ này đều có phiên âm là như thế này. Được chưa? Cho nên hai từ này là hai từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa. Khi mà người ta, khi ví dụ nhá. Ví dụ như có một người nói rằng là my son is taller than me. Thì người nghe người ta sẽ tự hiểu rằng à đây là đang nói đến con trai của người ta chứ không phải là nói đến ông mặt trời. Được chưa? Và khi mà người ta dùng từ ông mặt trời ấy, từ sun, thì bao giờ nó sẽ có từ the đằng trước, the sun. Bởi vì mặt trời chỉ có một và duy nhất, đúng không? Cho nên là cái giới từ lúc nào sẽ đi kèm là từ the. Và mặt trời thì không bao giờ có số nhiều, nhưng mà từ con trai thì có thể có nhiều. Ví dụ, my son. Bởi vì có hai cái con trai. Are funny, chẳng hạn như thế. Hai từ này mình sẽ phân biệt bằng cách, nghĩa là mình sẽ đặt vào trong ngữ cảnh của câu nhá. Vâng. Khi mà mình nghe người ta nói và mình dịch ra nghĩa thì mình sẽ hiểu được là người ta đang nói đến mặt trời hay nói đến con trai. Hiểu chưa nào? Diệp hiểu phần này chưa con? À, rồi ạ. Rồi, có một từ nữa này. Diệp nhìn thấy từ đằng trước, từ family ở trong cái hình ảnh của cô không? Đã có ạ. Ừ. Cô biết từ đấy nghĩa là gì không? Stepmother và stepfather. Step. Không. Rồi, thế bây giờ Diệp có biết từ step nghĩa là gì không? Không ạ. Step là bước đúng không? À. Step là bước đi. Step là bước đi nhá. Thì từ stepmother, stepmother tức là mẹ kế. Được chưa? Từ này chắc là lạ đúng không? À, mẹ kế. À không nghe rồi ạ, mà chắc là quên. Nếu như mà con xem những phim cổ tích của nước ngoài ấy, ví dụ như là mình có Cinderella là Lọ Lem đúng không, thì mình sẽ nghe từ này rất là nhiều, stepmother. Thế còn thế thì bây giờ stepfather sẽ dịch là gì? Cha dượng. Hay là bố dượng hoặc cha dượng đúng không? Đó. Rồi, ví dụ nhá. Rồi, có một từ nữa mà chỉ chung những người trong cùng một gia đình thì sẽ là họ hàng với nhau đúng không?
Rồi thì mình có từ relative. Trong cùng một gia đình lớn với nhau thì mình sẽ được gọi là relative. Ví dụ như là con này và anh chị em họ của con, hay là với cô bác của con thì sẽ được gọi là họ hàng của nhau. Và từ họ hàng trong tiếng Anh là relative. Relative. Vậy thì bây giờ đấy là anh, đấy là họ hàng này. Vậy mình có từ nào dành cho từ anh chị em dượng không? À, anh chị em ruột không? Không biết. Vậy mình sẽ chắc có từ sau. Có. Có, đúng rồi, mình có siblings. Siblings. Đây là anh chị em ruột thì mình sẽ gọi là siblings. 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 Đó. Siblings. Là anh chị em ruột. Sẽ khác với lại cousin nhé. Cousin là anh chị em họ. Và sibling là anh chị em ruột. Đó. Thì hôm nay cô sẽ chỉ giới thiệu thôi. Được chưa? Buổi sau thì mình sẽ ôn lại một lần nữa những từ này này. Những từ liên quan, từ về gia đình này. Và mình sẽ học thêm một số từ khác nữa. Và mình sẽ luyện tập nói về gia đình. Ví dụ giới thiệu về gia đình của mình như thế nào. Đấy. Thì chủ yếu 3 ngày hôm nay đấy là luyện tập cho Diệp phát âm cho cô âm i ngắn với âm i dài. Được chưa? Đấy rồi. Rồi. Ví dụ bây giờ hỏi một chút để cho bài buổi sau này thử xem này. Nếu như mà con nói về gia đình con thì con sẽ nói những điều gì về gia đình con? Đầu tiên là số thành viên, sau rồi kể ra. Xong kể ra gì nữa? Bố mẹ làm nghề gì? Bố mẹ làm nghề gì này? Rồi, gì nữa? Con nói gì nữa không? Chị em làm chị em làm nghề gì đúng không? Vâng. Thế rồi sau mình có thể nói thêm về xem là bố mẹ mình bao nhiêu tuổi này, làm việc ở đâu, đúng không nào? Vâng. Rồi thì đấy là của bài của ngày hôm sau. Vậy thì bài ngày hôm nay của con về nhà nhá. Về nhà, homework về nhà sẽ như sau này. Homework về nhà như sau. Đấy là quay video nói 10 từ có âm i ngắn này. Và 10 từ có âm i dài. Được chưa? Và làm bài tập số. Để cô bật cái sách lên cho con xem. Để cô xem. Chưa, thế làm cho cô trong sách giáo khoa đi. Trong sách. Rồi, làm cho cô bài số 1 nhá. Bài số 1 trong sách giáo khoa trước đi. Bài số 1, để cô xem mấy trang số mấy đây. Sách giáo khoa nào á? Cô sẽ gửi sách cho con nhá, cô sẽ gửi sách cho con. Rồi, thì bài về nhà con sẽ là bài trang số 7 sách giáo khoa này. Trang số 7. Sách workbook nhá. À sách student book. Sách student book. Book. Để cô xem lại xem là phần workbook này làm được luôn chưa nhỉ? Và bài số 1. Bài số 1 của bài số 1 trang số 4 của workbook. Để thôi, có 2 bài thôi. Trang 4 workbook. Cái này phải làm ra vở à? Con làm ra vở xong một chụp ảnh gửi lại yêu cô nhá. Một quyển vở mới à?
Chứ con có vở cũ đang học ở trung tâm không? Không ạ. Chắc phải làm ra một vở cho cô. Làm ra vở nhá, đừng làm ra giấy nhá. Làm ra giấy rất là dễ bị mất đấy. Hiểu chưa? Cô thì cái quay video ấy có phải viết ra vở từ đấy xong rồi hay nói hay là quay video luôn không? Con viết ra giấy cho cô trước. Sau đấy thì con sẽ quay video nói lại. Bởi vì nhiều khi là có thể những từ mà con đọc chưa chuẩn ấy, thì cô còn biết được là con đang đọc đến từ nào. Và cô biết cô chỉnh cho con nhá. Vâng. Rồi, thì đấy thì hôm nay bài tập về nhà của mình chỉ có đơn giản là chỉ như này thôi. Vâng. Mấy buổi học về âm thì có thể là sẽ hơi hơi nhiều, hơi nặng một chút. Nhưng mà sau khi mình học về âm xong rồi, mình đến phần mà mình luyện nói với nhau thì sẽ thoải mái hơn và sẽ học sẽ vui hơn. Được chưa nào? Nhá, thì đấy thì chủ yếu là hôm nay là cô muốn luyện cho con về cái phần âm nữa. Cô thế khi nào thì học mấy cái ngữ pháp ạ? Buổi sau. Tại vì mấy cái bài tập trên lớp ấy ạ. Ừ. Bài tập trên lớp của con đang học phần ngữ pháp nào mà con làm thấy khó? Nói chung là em cảm thấy rất là khó, em cũng không biết làm cái đấy đâu ạ. Thế thì cô phải biết là em đang cảm thấy khó phần nào, tại vì ngữ pháp tiếng Anh rất là nhiều và bây giờ mình đang học lại ngữ pháp tiếng Anh từ đầu. Thế cho nên là mình nếu mà học bài nào mà trên lớp mà em cảm thấy là kiểu hơi khó quá thì em có thể chụp ảnh lại và hỏi cô, đúng không? Cái đấy nói chung là cái đề cương mà cô em phát hầu như em nhìn em thấy nó rất là khó và vâng không hiểu gì luôn ý ạ. Thế á? Vâng, nói chung là em học tiếng Anh rất là không, thực ra thì ngày trước cô học cũng không có giỏi đâu. Mình cải thiện dần dần thôi nhá, tại vì tiếng Anh giống như là khi học mình học tiếng Việt ấy, mình phải đến khi mà mình phải 18 tuổi, 20 tuổi thì lúc đấy cái từ vựng và ngôn ngữ tiếng Việt của mình mới chắc chắn được, đúng không? Vâng. Thì tiếng Anh cũng như vậy thôi. Tiếng Anh mình cũng phải học rất là lâu, học tiếng mà học ngoại ngữ thì phải học rất là lâu thì mình mới có thể là mình nói và sử dụng được cái từ tiếng đấy. Tiếng Việt mình còn mất tính khoảng gần 20 năm mình mới có thể nói một cách thành thạo, đúng không nào? Thì bây giờ tiếng Anh mình mới luyện tập dần dần thôi. Bởi vì tiếng Anh bây giờ các em có cái con có nhiều thời gian để sử dụng hơn, nhiều cơ hội để luyện tập hơn, cho nên là cái tốc độ và cái thời gian học mình sẽ nhanh hơn. Thế thì bây giờ cô phải biết rằng là phần em đang cảm thấy không hiểu cái phần nào ở bài trên lớp cô. Tại vì cô đang không biết trên lớp đang học đến phần nào. Trên lớp cô giáo có nói là ngữ pháp đang học đến cái gì không? Em không thấy cô nói về cái đang học về cái gì, chỉ là cô cứ giảng thôi. Thế thì cũng hơi khó nhở. Để cô xem là phần ngữ pháp tụi buổi sau của mình học về. Em học thì hiện tại đơn chưa? Em lúc trước thì học rồi nhưng chắc là quên. Được. Thế đi, ngữ pháp của mình sẽ học lại nhá. Với chương trình này thì mình sẽ học tất cả các thì và tất cả các ngữ pháp. Được chưa? Vâng. Thế nên là phần ngữ pháp thì không phải lo. Còn nếu như mà thì có thể thì em có thể chụp lại cái phần ở trên lớp. Tại vì cô cũng không biết là trên lớp em đang học cái phần đến phần nào. Và em đang cảm thấy em không hiểu phần nào, cho nên là rất là khó để mà cô có thể hỗ trợ. Nếu mà bây giờ thì mình cứ học lại từ đầu đi. Mình cứ học theo đúng theo như đúng giáo trình này thì mình sẽ học lại từ đầu để cho mình nắm chắc hơn. Dạ vâng. Còn thực ra thì ngữ pháp nó là một phần không thể thiếu được, nhưng mà nó không phải là ở trong tiếng Anh ý, người ta sẽ quan trọng với phần nói nhiều hơn. Ngữ pháp cũng quan trọng, nhưng mà nó sẽ để ý đến cái cách mình nói nhiều hơn. Được chưa nào? Khi mà nói giao tiếp thì em có thể thoải mái sử dụng ngôn từ của mình. Chỉ khi viết văn, khi viết bài tiếng Anh ý, thì mình phải qua thực sự là rất là quan trọng cái phần ngữ pháp. Vâng. Cho nên là bây giờ hiện tại nếu mà cảm thấy rằng là ngữ pháp hơi khó thì cứ tạm gác nó sang một bên đã. Được chưa? Mình sẽ cùng nhau luyện tập cái phần pronunciation, phần phát âm của mình trước. Sau đấy vừa học phát âm mình vừa kết hợp với lại ngữ pháp. Ngữ pháp thì em phải nói được thì em mới chắc được ngữ pháp cơ.
Chứ còn cái pháp mà cứ viết ra giấy xong làm bài ấy, xong rồi để đấy không làm nữa ấy, thì sẽ nhanh quên lắm. Và tại vì sắp thi rồi ấy. Mà nhìn đề thi chả biết làm cái gì. Sắp thi rồi hả? Vâng hả? Sắp thi rồi mà đi thi tất nhiên phải làm ngữ pháp rồi á, nên chả hiểu nó làm gì. Ồ, thế thì em có thể chụp cho cô xem cái đề cương nhá. Chụp cái đề cương xong rồi gửi vào Zalo, gửi vào Skype để cô biết xem là nó đang ở phần nào. Được chưa? Cô ơi, cô cho em số điện thoại em gửi vào Zalo. Số điện thoại hình như là cô có Zalo của em rồi mà. Đúng không? Trong Zalo hình như là có app Zalo rồi mà. Không ạ, em đang dùng, chắc là đây là máy khác nhỉ? Để cô xem. Cô nào. Cứ đọc thử đi ạ. Đây, chờ cô một xíu. Tại vì cô nhớ là hôm trước cô đã được áp vào một Zalo với em rồi. Mở lại xem nào. Đúng rồi, có cái phần để xem đây đang là áp đang. À. Đây hình như là đang áp mẹ của em đúng không? Vâng. Ồ, đang áp mẹ em rồi. Đúng rồi. Rồi. Thế thì em cứ gửi, em có Skype của cô rồi đúng không? Thì cứ gửi thẳng vào Skype của cô là được. Nhá. À, nhưng mà cô em đang dùng máy tính mà. Trong điện thoại có phần mềm Skype không? Không, em đang dùng máy tính ạ. Ờ. Máy tính thì vẫn là cái tài khoản Skype của em đúng không? Dạ vâng. Ừ, thế thì lát nữa em tắt máy tính đi thì em sẽ chụp ảnh bằng điện thoại xong rồi gửi qua Skype cho cô là được. Gửi qua Skype bằng điện thoại ấy hả? Ừ. À. Đó, thì sẽ dễ hơn, đỡ phải ăn nhiều. Sợ tìm không tìm nó cũng lâu nữa. Vâng. Thì cứ thẳng qua Skype cho cô thì cô để cô xem nhá, xem là phần nào ở trên lớp mà đang cảm thấy trục trặc, mà đang cảm thấy không hiểu gì cả. Được chưa? Nhá. Nhiều lắm ạ. Vâng. Thì được rồi, thì cứ chụp cho cô xem thì cô sẽ cân đối với lại chương trình học của mình. Dạ vâng. Nhá. Đó, thì hôm nay buổi học hôm nay thì chỉ đến đây thôi. Được chưa? Nhớ bài tập về nhà chưa? Dạ rồi ạ. Buổi sau của mình là vào thứ năm đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế thì buổi thứ năm mình sẽ nộp bài cho cô nhá. Vâng. Rồi, thế thì bây giờ nghỉ nhá. Nộp ở đâu hả cô? Nộp ở trên Skype ạ? Ừ, nộp cho cô vào Skype. Vâng ạ. Ừ. Nhá. Rồi, vâng ạ. Thế thì bây giờ nghỉ nhá. Bye bye Diệp nhá. Vâng.